Kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tứ Đại của em. Kính chúc quý khán giả có một buổi sáng dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay chia sẻ cùng quý khán giả một cái thông tin rất quan trọng. Kính thưa tất cả quý khán giả, như vậy thì những gì mà chúng ta quan tâm lo lắng trong suốt khoảng thời gian qua, cuối cùng thì nó cũng đã diễn ra. Chúng ta lo sợ rằng cái sự có mặt của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái phiên tòa xét xử phúc thẩm sắp tới đây. Tại vì hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án. Nếu như bà Hằng xuất hiện tại tòa phúc thẩm đó, thì bà Hằng sẽ mặc cái áo phạm nhân. Thì một số các đối tượng trên mạng xã hội đó sẽ chụp hình, sẽ quay phim cái hình ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng và tiếp tục lên xuyên tạc vu khống và nhục mạ vào gia đình của bà Hằng. Như hiện nay thì bà Hằng đã thi hành án hơn 2 năm rồi. Thì bà Hằng trở về cũng vẫn là tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam. Nếu mà hàng ngày nó vẫn đưa cái thông tin, đưa hình ảnh người ta lên để nó xuyên tạc, nó nhục mạ như vậy, thì cái câu chuyện rủi ro chắc chắn rằng không sớm thì muộn nó cũng sẽ diễn ra. Ngày hôm qua thì truyền thông báo chí cũng đã đưa thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã được chuyển về trại giam Chí Hòa để phục vụ cho cái phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày mai. Và tất cả những gì mà một số anh em YouTuber thời gian qua cũng có dự đoán, trong đây cũng có tôi cũng là một cái nạn nhân luôn. Tôi không phải là nạn nhân, mà tôi cũng là một cái nhân vật mà dự đoán theo một số anh em là về việc Hằng Ni sẽ rút đơn kháng cáo đối với bà Nguyễn Phương Hằng hoặc là buông xuôi. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm qua người ta đưa thông tin thì lại khác. Vừa rồi thì bà Hằng đâu có tham gia cái phiên tòa sơ thẩm của Hằng Ni, và bà Hằng cũng đã rút lại yêu cầu bồi thường. Thì một số anh em phân tích về việc mà Hằng Ni sẽ rút không kháng cáo và không yêu cầu bà Hằng bồi thường nữa thì nghe nó cũng hợp tình hợp lý đối với khán giả. Nhưng mà đó chỉ là vấn đề mà chúng ta phân tích thôi. Nhưng mà thực chất câu chuyện thì nó có khác. Hằng Ni tức là không xuất hiện tại cái phiên tòa ngày mai, nhưng mà Hằng Ni là xin vắng mặt. Không kháng cáo nhưng mà xin vắng mặt. Nhưng tôi nói quý khán giả hiểu đơn thuần đơn giản, trong cái phiên tòa phúc thẩm ngày mai đây là chỉ xem xét cái bản án sơ thẩm để khoan hồng giảm nhẹ cho ba nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng và ông tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân thôi. Trong phiên tòa ngày mai là duy nhất chỉ có hai cái vấn đề. Một là có thể giảm án cho ba nhân viên bà Hằng với ông tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân. Hai là giữ nguyên bản án sơ thẩm. Còn ngoài ra không có bất cứ một cái thay đổi gì. Nhưng là một số cái thành phần mà lên trên mạng bịa chuyện cho rằng sẽ đưa hơn 5.000 clip của YouTuber hay là giữ án quỷ án sơ thẩm hay là truy tố bà Hằng thêm hai tội danh, hay là 40 YouTube là đồng phạm của bà Hằng. Những cái kẻ đó là những cái kẻ ngu dốt, ăn tục nói phét, nói cái kiểu như mà ếch ngồi đá giếng đó. Quý khán giả còn nhớ đó là cái phiên tòa sơ thẩm không? Là người ta đã tuyên bà Hằng 3 năm tù, rồi sau đó yêu cầu bồi thường thiệt hại cho mỗi người bao nhiêu. Nếu như một số cái nhân vật này mà họ không đồng ý đó, thì họ có thể tách ra làm một cái vụ án dân sự khác. Còn ngày mai mà họ kháng cáo đó là chỉ yêu cầu bồi thường về tiền bạc thôi. Còn Hằng Ni đâu kêu bà Hằng bồi thường tiền, đúng không quý khán giả? Đâu yêu cầu bồi thường tiền, chỉ yêu cầu xem xét lại vai trò tham gia tố tụng. Tức là có nghĩa là chuyển từ người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sang cho cái người bị hại. Nhưng cái tội 331 đó, bị hại là tổ chức của nhà nước, còn cá nhân chỉ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cái vấn đề này thì anh Năm Mực anh đã làm rồi, tại cái phiên tòa sơ thẩm rồi, anh cũng có gửi đơn lên tòa cấp cao luôn rồi. Quý khán giả thấy ta làm đủ thứ chứ mà không được. Mà có những kẻ thật sự rất là ngu dốt đó, học ba được ba miếng lực đó, đóng tiền không biết có đóng tiền không nữa, có được cái thẻ sinh viên lên khè thiên hạ phá ca 29 vậy đó, liên tục tung ra những cái thông tin bậy bạ. Thì hôm nay tôi xin kính mời tất cả quý khán giả cùng xem lại trên một cái bài báo Thanh Niên là cái minh chứng. Mình nói đâu đó là thực chất là nó rõ ràng. Ở đây cũng là một cái gáo nước lạnh mà dội thẳng vào trong mặt của cái đám xuyên tạc này. Mời quý khán giả nha. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử chiều 21 tháng 9 năm 2023, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm đã phải nhận các mức án tương ứng hành vi phạm tội của từng bị cáo. Ngoài trách nhiệm hình sự, các bị cáo còn có trách nhiệm liên đới bồi thường vật chất và tinh thần cho bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni, mỗi người 18 triệu đồng. Mỗi bị cáo Lê Thu Hà, Tăng, Thị Mai Nhi là 2 triệu đồng.
Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã yêu cầu bồi thường vật chất và tinh thần. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh, và bà Đặng Thị Hàn Ni, tức nhà báo Hàn Ni, yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Đặc biệt trong vụ án này, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đòi bà Hằng và đồng phạm bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Trước phiên tòa, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, vợ chồng ông Lê Công Vinh, tức cựu cầu thủ Công Vinh, và bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về vật chất là gần 31 tỷ đồng và bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, luật sư đại diện cho vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên cho biết họ đã thay đổi yêu cầu và chốt lại bồi thường vật chất là hơn 2,3 tỷ đồng và bồi thường mặt tinh thần là 14,9 triệu đồng. Sau đó, đến phần tranh luận, họ đã rút yêu cầu bồi thường. Đối với bà Đinh Thị Lan, ban đầu không yêu cầu bồi thường về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, tại phiên tòa lại gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất là hơn 2,4 tỷ đồng, bồi thường về tinh thần là 18 triệu đồng. Đối với ca sĩ Vy Oanh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cả hai cũng bất ngờ thay đổi yêu cầu và sẵn sàng hủy yêu cầu bồi thường để nhận một lời xin lỗi từ phía bà Hằng. Tôi sẵn sàng hủy bỏ những lời yêu cầu bồi thường về tài chính và tiền bạc. Tôi chỉ cần lấy lại lời xin lỗi chính thức từ bà Hằng dành cho tôi trước tòa và trước truyền thông. Tôi không có yêu cầu bồi thường. Trước những yêu cầu này, bà Nguyễn Phương Hằng đã xin phép hội đồng xét xử thời gian suy nghĩ. Sau khoảng 5 phút, bà Hằng từ chối nói lời xin lỗi. Dạ, bị cáo đã ở tù 18 tháng rồi. Cáo, đó là một cái giá bị cáo đã trả quá đắt rồi. Thành ra, khi bị cáo xin lỗi, một lời xin lỗi không có làm gì. Nhưng mà bị cáo, cảm thấy bị cáo đã trả giá quá đắt cho 18 tháng rồi. Phải tới khi nói lời sau cùng, trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, bà Nguyễn Phương Hằng mới có một lời xin lỗi chung cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan do hành vi của mình gây ra. Tòa sơ thẩm kết thúc với hình phạt 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đặng Anh Quân, ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Đê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng chịu mức án 1 năm 6 tháng tù. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng tách yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất của bà Đinh Thị Lan với số tiền 2,4 tỷ đồng ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Đấy, quý khán giả nghe rõ chưa? Tách cái yêu cầu của bà đó ra làm vụ án dân sự. 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đặng Anh Quân, ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Đê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng chịu mức án 1 năm 6 tháng tù. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng tách yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất của bà Đinh Thị Lan với số tiền 2,4 tỷ đồng ra giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự nếu các đương sự có yêu cầu. Trước khi phiên tòa diễn ra, bà Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án. Đấy. Khi tôi xem lại cái bài báo này với khán giả, thật sự tôi rất là ngạn lòng trước cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại vì như chúng ta đã theo dõi trong câu chuyện này suốt khoảng 3 năm qua rồi, chúng ta biết ha, bà Hằng là một cái nạn nhân. Tôi xin nói thẳng, bà Hằng đi tố cáo ông thằng Y Lăng Băm, và tiếp theo đó là bà Hằng đề cập đến ông Hề 14 tuổi, kêu ông này lên tiếng về vấn đề chữa bệnh của ông Lăng Băm. Bây giờ tôi lỡ có cái chuyện gì đó thì ai kêu gia đình tôi cũng là cái chuyện bình thường, đúng không? Thì bà Hằng mới thấy hai ông này xuất hiện tay trong tay bà kêu. Rồi cho nên đó là một số con nhang đệ tử xúm vào công kích chửi bới. Nhưng quý khán giả thấy giữa ông Trần Văn Sĩ và bà Nguyễn Phương Hằng không có mâu thuẫn. Nhưng mà ông Sĩ ông nghe bà Hằng nói là phong sát. Nhưng mà bà Hằng có phong sát cũng đâu có được. Phong sát là do cộng đồng, do dư luận cho bà Hằng cũng đâu kêu gọi được. Rồi ông nói ông tôi lên ông tung cái thông tin tiêu cực ra để cân bằng lại thông tin của bà Hằng. Đấy thì đó là cái minh chứng mà tự động lao vào công kích gia đình người ta. Còn cái bà bông lan trứng muối đó mà nói không yêu cầu bà Hằng bồi thường đó, yêu cầu xin lỗi này cái nọ, tất nhiên là vậy. Tại vì bà cũng là kêu con bà Hằng đi giám định ADN với 20 người đàn ông khác. Còn cái ông kia ông nói là tôi sẵn sàng hủy bỏ mấy chục tỷ để nhận cái lời xin lỗi bà Hằng. Trời ơi, cái lời xin lỗi đó quý quá,
phải bỏ ra mấy chục tỷ để xin lỗi cái lời xin lỗi của bà Hằng. Nói chung mấy ông cũng có nhân từ, cũng có đạo đức đó, cũng tốt quá. Tại vì bà Hằng cũng đang tố cáo mấy ông chỗ BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh đó. Đấy, các bà kia, bà nghe rõ chưa? Cái yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà đó tại tòa đó là bao nhiêu người, người ta rút lại hết đó. Còn riêng bà thì bà lao vào. Đấy, bà lao vào rồi bây giờ đó là thẩm phán người ta nói rồi, nếu không đồng ý thì sẽ tách ra làm một cái vụ án dân sự khác. Như vậy cái phiên tòa phúc thẩm ngày mai, cái sự có mặt của bà này đó, quý khán giả thấy có bà này cũng vậy, mà không có bà này nó cũng không sao. Tôi xin nói thẳng là vậy. Tại vì bà đòi bồi thường 3 tỷ đồng, 3 tỷ đồng thì tất ra làm cái vụ án dân sự, còn một cái phiên tòa khác nữa. Đó, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà kêu xác định lại vai trò tham gia tố tụng. Như vậy người ta đó, cái vụ mà phiên tòa sơ thẩm người ta đã làm rồi chứ rồi, mà người ta làm không có được. À, bây giờ tự nhiên tới bả cái bả lao vào. Bà nghĩ như là bả là có thể là bả mạnh hơn người ta nha. Bả là sinh viên, có thể là bả hiểu lực hơn người ta đó. Ừ. Nhưng mà vừa rồi cái phiên phúc thẩm không biết đi bằng cái đường nào ha. Tổ chức võ sư đồ này kia tập hợp ở nhà mình hết trơn rồi. Bà không biết đi bằng cái đường nào mà YouTuber người ta ở trước cổng tòa nhóc cho mà ta livestream không gặp. Ta có võ sư, có vệ sĩ, có xe hơi đó là người ta đi phải đi cổng chính. Mình á là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Mình thắng được bà Hằng là tức có nghĩa là mình là phải hiên ngang. Tại vì mình chiến thắng rồi mà. Đó, mình chống chổi giặc nội xâm mà. Đó, mình sẵn sàng hy sinh về đất nước. Cái công lao của mình rất là to lớn. Mà mình đi đường nào mà mình không thấy xuất hiện chỗ phiên tòa, không thấy đi cổng chính. Sao nó ngộ vậy? Nói thì giỏi lắm nha, nhưng mà làm hành động là một cái việc khác nữa. Rồi đây, ngày mai để xem bà có mặt ở đây bằng cái cách nào nha. Chắc là YouTuber ta đi sớm hơn chút rồi đó, để ta canh me bà, để ta quay phim chụp hình bà chơi vậy đó. Cái kênh nào mà quay dính cái hình ảnh bà, cái kênh đó chắc chịu view quá à. Đấy, bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi thôi quý khán giả ơi. Như vậy là chắc chắn rằng là chị Hằng chỉ có mặt rồi. Tại vì cái đơn xin vắng mặt của chị Hằng vừa rồi đó là không được tòa án người ta chấp nhận. Tại vì tối qua người ta đưa thông tin thì do chị Hằng đó là một cái người đầu tiên người ta kết luận là người chủ mưu cầm đầu. Một số người kia đồng phạm với bà Hằng à, cho nên phải có mặt của chị Hằng người ta mới xem xét cái vụ án này được ha. Thì mình cũng mong rằng trong cái phiên phúc thẩm này xem xét bằng cách có tình có lý nha. Xem cái động cơ như thế nào, cái mục đích như thế nào. Bà Hằng bà vi phạm pháp luật. Bà Hằng bà vi phạm này là không có chủ đích. Quý khán giả thấy không có cái nhu cầu. Đặt thí dụ bà Hằng bà tấn công vào những người này để bà được tiền, hoặc là tấn công để bà lên chức, hay là bà làm cái này cái kia, thì đó là cái vụ lợi. Cái đó bà Hằng có mục tiêu, mục đích. Còn cái bà Hằng nói về những người này, tất cả đều là do vì dư luận và cộng đồng. Ha, phải xin nói thẳng ra là như vậy. Chứ bà Hằng bà đâu có nhu cầu được nổi tiếng đâu. Giàu nổi tiếng sẵn rồi. Đấy. Nhưng mà một số cái nhân vật này bây giờ là cũng hơi lo nha. Hơi mệt đó. Tại vì bây giờ cái bản án tôi đã nói rồi. Chỉ có hai mức thôi. Một là giảm nhẹ, hai là giữ nguyên. Tại vì viện kiểm sát người ta không kháng nghị thì không mắc mớ gì. Tự nhiên bây giờ thì đặt thí dụ kêu người ta 1 năm 6 tháng đi. Ông Đặng Anh Quân 2 năm rưỡi đi. À, người ta chấp hành người ta đi im gu luôn. Không được sao. Mắc cái gì mà kháng cáo để tăng thêm hình phạt người ta mới chịu. Đúng không? Cái khán giả thấy hoàn toàn nó có tình có lý đàng hoàng chứ. Còn như một số kẻ này dẫn dắt đó là những kẻ ngu dốt. Nếu mà họ có trình độ, có kiến thức đó, họ am hiểu đó, thì họ sẽ không ăn cái đơn tố cáo của bà Hằng, mà sẽ không nhục mạ vào gia đình bà Hằng trong suốt một khoảng thời gian rất là dài, hơn 3 năm qua mà dư luận và cộng đồng người ta rất là bức xúc. Bây giờ nè, trong cái vụ án, cái bản án sơ thẩm nè, trong cái cáo trạng nè cũng có tên bả luôn đó. Rồi ngày mai quý khán giả xem nha, ngày mai quý khán giả xem báo chí người ta vẫn đưa lại, tiếp tục dẫn tên tuổi của bả lên trên đó. Đó, để xem các bà chạy đường nào nha. Cố gắng đi, đã tôi nói rồi, bà cứ cố gắng làm tất cả những gì mà có thể. Khi làm xong rồi bà đi đó, để không còn cái cơ hội để làm. Bây giờ cứ làm thoải mái. Còn cứ đi photo hình ra nha, photo nhiều nhiều ra. Photo nhiều ra chút. Nhất là tôi nè, một ngày tôi đăng tới 4 cái video lận. Cứ đưa hình ảnh tôi nhiều lên. Đưa lên cái ông thẩm phán, ông hỏi: ủa, cái này tao đâu có lấy hình ảnh của cô đâu. Người ta đâu có gọi tên tuổi của cô đâu. À, cô chụp hình, cô photo, người ta lên đây làm gì? Chứ vậy là ai đang sử dụng hình ảnh của ai? Hả? Ai đang sử dụng hình ảnh của ai? Và ai đang vi phạm pháp luật? Chính bà đăng lên chữ là người ta là chó đói, chó đực, găng cầu tẩm, đồ súc sinh, súc vật, chứ mà chữ đủ thứ chứ. Nhưng mà tự bà
nha, cũng tự bà luôn, chụp hình ảnh của người ta đem lưu lại rồi đi tố cáo người ta. Bà thấy mắc cỡ không? Thấy mắc cỡ không? Trên đời này là chỉ có duy nhất một mình bà thôi, còn ngoài ra không có bất cứ một cái nhân vật nào là thứ hai cả. À, quý khán giả thấy bây giờ chín người, thấy không? Bây giờ người ta buông xuôi, người ta im lặng hết trơn rồi. Dù sao Hàn Ni bây giờ cũng có án rồi, thấy không? Ta bây giờ ta không rút kháng cáo nhưng mà giờ người ta cũng lắng lặng rồi, ta cũng hiểu rồi. À, còn một số người này thì người ta cũng im hết rồi, còn duy nhất cái bà này ha, vớt cú chót để kiếm tiền về quê ha, hưởng thụ ha. Rồi cố gắng ngày mai đi nha, võ sư võ võ quýt võ dịch gì đó thì cứ ngày mai đi nha. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe nha. Bye bye.